Ok lô chị các bạn, mình là Subi đây. Mới hôm nay là mình đam mê tanh bo leo anh từ chiến quái ấy, bởi vì là hôm nay Ghana mới ra mắt cái tiếp tế biệt tài chiến đấu thay thế cho bởi tiếp tế cũ ý các bạn. Và tiếp tế biệt tài chiến đấu này rất đa dạng luôn và rất nhiều thiết bị hỗ trợ tanh bo luôn ý các bạn. Như đây này có UAV hồi máu này và có mấy cái như là súng lục địa này và mà sư cấp các thứ, nói chung là rất là dễ để tanh bo ấy các bạn. Thì hôm nay là mình sẽ test thử một giải bán tanh bo với cái tiếp tế nhà thám hiểm này và mình sẽ thử tanh bo với UAV hồi máu nha. Và tiếp tục với combo kỹ năng mình sẽ mang đó chính là Sayne, Olivia, Maxim và Tiva nha. Tiva không giúp tanh bo đâu, Tiva chỉ là để cứu nhanh thôi. Chủ yếu là Sayne với cả Olivia, Maxim các thứ ấy. Đó, và thêm con biết Moni nữa ấy các bạn. Và đương nhiên là không thể thiếu Captain Key được. Rồi thì mình đã trang bị rồi ấy. Và các bạn đừng quên cho mình xin một like ở kênh và đừng kênh bờ chưa ký nhận thông báo ra video nha. Và các bạn có ý tưởng gì hay thử thách gì về tanh bo mình làm trong video tiếp theo thì đừng quên comment nha. Còn bây giờ thì vào trận để tanh bo leo rank từ chiến. Cái tiếp tế phải lên level 3 thì mình có UAV hồi máu ấy, nên là mong đừng gặp Maddox sừng sớm. Gặp Maddox sừng sớm là không có UAV hồi máu đâu, là lại phải tanh bo bình thường đấy các bạn ơi. Mà hôm nay mình toàn chơi nhân vật nữ ấy các bạn ạ, bởi vì là Sayne nhân vật nữ mà. À có thể là dùng nhân vật nam rồi nhưng kia Sayne cũng được, nhưng mà không, mình kiểu thử nhân vật nữ mấy hôm xem như thế nào. Bởi vì là trước giờ mình toàn chơi vật nam ấy các bạn ơi, và nhân vật nữ thì mình dùng không quen lắm ấy, nên là mình đã tập làm quen thì các bạn. Này này, một viên. À nhầm, một mạng. Một viên cái gì, bắt chục viên nãy giờ rồi. Này này, hai mạng. Ui chó đốm mà. Ui ba mạng. Ui ui AFK này. Ui bắn đâu, bắn luôn đi, khỏi cứu đi. Ua ua ơ bắn mẹ không chết lại trời. AFK ăn mẹ không chết. Ok, cất bột quá là easy luôn nè. Và tiếp tế của mình lên level 2 luôn rồi nè, quá tuyệt vời. Tiếp tục leo lên trên mái nhà để bắn nha. Ok, Machiavelli kỳ lên là phải leo nóc liên tục ấy các bạn. Lên trên cao bắn cho phê ấy, bắn cho dễ vào đầu ấy. Ok, lên thôi, lên thôi. À mà quên chứ rồi. Mình có đúng hai quả keo này là sao mà lên được. Chết 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 chết. Bây giờ có ai có keo không nhờ, cho anh xin quả đi. Trời ơi, mình quên mất đấy. Kiểu quen leo nhưng mà đồ nghề không không đủ cái này là sao mà leo được. Thiếu một quả keo ấy các bạn. Trời ơi, từ 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 từ. Ê bạn, bạn win đi. Lên 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 đi, cho anh treo lên đầu cái được không. Win đi. Ui ôi, lên 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 đây. Ơ, win đi không nghe loa. Trời ơi. Bạn win đi cái không ở loa hay sao ấy. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Ok, không sao, không sao. Má ơi, à quên, trong thí ngọc keo này, ừ nhở, không nghĩ ra. Úi dồi ôi, mẹ nhiều lúc kiểu không kiểu like cái lão được ý các bạn ơi. Trời ơi, hồi xong coi như là ra bỏ rồi. Gần 4 được round đầu mà round sau có trái đời không cơ chứ. Trời ơi, và hiện tại là mình đang mang tiếp tế liên quan đến UAV, liên quan đến quét đấy các bạn. Nên là mình có cái UAV quét team địch ý, nên là biết hết vị trí của team địch luôn. Đó, nhưng mà nếu mà team địch có cái máy nhiễu là mình không quét ở đâu các bạn ơi. Ok ok, mình sẽ đi móc luôn nha. Bởi vì là bạn Huy đi móc này có kill luôn này, thì mình thử đi móc để xem là có kill như Huy không nha. Úi dồi ôi, chả có kill nào luôn, chả có thằng nào luôn ạ. Trời ơi, địch đâu hết rồi. À đây 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 đây. Ui 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 ôi, kéo tâm cái gì đây. Úi giời, team là gánh mình còng lưng rồi là các bạn. Mà cục tạ Subi. Mới ra bắn coi như là nhát thôi nha các bạn. Mình đang đợi mắt lóc sườn thôi. Lóc sườn là nhân vật chính ý. Còn một cái bắn này coi như là bỏ qua nha các bạn ơi. Ở đây mình bắn, bắn nó gào kiểu gì ý các bạn ơi. Bắn nó sao sao ý. Trời ơi. Úi dồi, bắn thì gì vậy trời. Úi dồi. Kiểu như là mình cầm 15 mình vẩy là không kiểu chuẩn tí đâu luôn ý các bạn. Mình vẩy UMB còn được chứ 15 chán đời lắm luôn á. Úi dồi, ui, từ. Úi dồi, cái gì vậy. À còn hai AFK này, ui, được một kill liền. Đấy rồi, nắp sườn đây rồi. Nhưng hiện tại là tiếp tế của mình chưa lên được 3 ấy các bạn ơi. Tại mình ăn ít kill quá ấy. Với cả là tầm này cũng vẫn hơi sớm, nếu mà phải 2 round nữa thì còn được. Nhưng mà ít kill quá nên là chưa lên được 3 tiếp tế này. Thôi, thì bây giờ là mình tự tanh bo tạm bằng máu đã nha. Chắc là trận sau mình tanh bo bằng tiếp tế UAV hồi máu sau nhá. Ui dồi ôi, mà hồi sinh bên này không biết là có leo lên nóc hay không cơ chứ. Ui ui ui, không có thằng nào đằng này thì các bạn ơi. Ok, tranh thủ lên thôi nào. Ui, có trước mặt, tưởng không có ai chứ. Ở đây 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 đây. Này này. Hai mạng, ok còn đứa cuối thôi. Rồi tanh bo tầm này hợp lý rồi địch. Ơ, vai không để ý trên. Đi cuối bắt súng đất lại không để ý. Vai trưởng nó ngồi trên này ạ, à, trời. Không để ý luôn á. Ui dồi ôi, thôi mày bàn thắng đi vậy. Tí nữa sẽ giao tanh bo lại nha. Chứ tại này giờ hơi quá à. Ô ô, vừa ra đầu tiên đấy gặp lóc sườn đấy các bạn ơi. Thực sự là mình không thích làm với các bạn, bởi vì là mình đang cần UAV hồi máu để tanh bo cơ. Gặp lóc sườn đầu tiên này thì chỉ là tanh bo bình thường thôi các bạn. Ok, không sao. Nói chung là tí nữa vẫn còn map đợt thủy điện để bù đắp nữa cơ mà, nên là mong tí nữa sẽ có map đó nha. Thì bây giờ là mình sẽ tanh bo bằng máu trước nha. Hiện tại là mình đang mang Sayne nên là mình thử tanh bo với Sayne mà không cần một cái hỗ trợ bên ngoài xem như thế nào nhá. À, có khi là team mình vẫn hỗ trợ được đấy các bạn, team mình có súng điện các thứ ấy. Và cả team mình sẽ leo nóc nha các bạn ơi. Ui,
Nói chung là để xem cuộc thi lao lóc là ai sẽ lên được nha. Cố lên, cố lên. Mong là team của mình lên thành công. Cố lên, cố lên. Uầy, các bạn trong team của mình đang leo dần dần thì các bạn ơi. Wow, đỉnh nhỏ. Hôm nay cả team lên được luôn thì các bạn ơi. Quá VIP, quá VIP. Rồi, phá keo đi, phá keo đi. Đây là một màn kết hợp tank ball quá là đẳng cấp rồi thì các bạn ơi. Cả team mình ở trên nóc luôn này. Và team địch chắc là đang tìm team mình bất lực lắm nhở. À là biết team mình trên này rồi nhưng mà kiểu không lại được tìm team mình luôn này các bạn. Canh chưa, canh chưa. Rồi, chuẩn bị tank ball thôi nào. Uầy, lửa trại này. Tại này chưa có súng điện thôi các bạn. Ừ đúng rồi. Ừ này, tank ball thế này thì là sao mà ăn được Dimitri nữa kìa. Wow, địch bất lực cười ra nước mắt luôn ý. Trận này đủ bao hoặc keo rồi thì bây giờ leo lại cho các bạn xem nha. Ok, và mình sẽ lên trên này sấy 1060 lát đầu tiên địch luôn, lát tap luôn. Ok ok, rồi người trên này bên này. Ui dồi, từ kia kìa, thấy có người, có người, có người kìa. Phải đã bật cái UAV lên sao mà nó ở đâu chính xác nhất có thể nha. Đây, này này. Úi trời ơi, ngồi đấy nè. Từ ra cứu đi, ui dồi ui. Không ăn thua lắm ấy các bạn ơi. Và team mình chết rồi nè. Trời ơi. Ui bây giờ một mình cân 4 sao đỡ nào được chứ. Đây 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 đây. Này đây một thằng. Ui dồi. Ơ trời ơi. Quên. Mình quên là con keo. Ui dồi ôi, nó leo mình không biết luôn á. Quên mất. Cố gắng ăn nhiều nhiều kill tí để lên level 3 của cái tiếp tế nào. Không tí nữa lại tanh bon nữa là không có cái tiếp tế. Ui phải hồi máu là không đúng video đâu. Không đúng mục đích của video đâu. Ai 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 từ từ từ. Chết dở hơi không có keo. Hay là do mình dùng cho bạn nữ nên mình bắn không quen nhờ. Nãy giờ bắn tạ kiểu gì ấy các bạn ơi. Được tanh bon 2 tôi còn bắn cứ sao sao ấy các bạn. Bắn nó không ổn tí nào luôn. Đây đây đây. Ui dồi ui dồi ui dồi. Lại không lên đầu được viết nào luôn ạ. Cố lên nào Huy ơi. Quả này mà không ăn được thì hơi phí. Wow, quá đỉnh. Nãy giờ bắn không nổi lên level 3 ở tiếp tế luôn này. UAV nè. Mình cứ bắn nhớ nên là mình không sợ bị quét đâu. Mình chủ yếu là phá UAV để cho team mình đỡ bị quét đấy các bạn. Đồng đội có tâm. Ok. Thì hiện tại là ui ôi nó cũng phá hủy đi, mini nó cũng phá hủy UAV của mình rồi này các bạn. Này này. Ok, gạt luôn. Rồi. Nãy giờ nó giết mình hơi nhiều ấy các bạn. Ok bây giờ bắt đầu lật kèo thôi nào. Ok còn thằng cuối thôi các bạn ơi. Không biết là ở đâu ta. À cho bạn Huy kìa. Nhưng chắc là team mình cũng giết được thôi. Ok ra cuối cùng có gặp map lóc xưởng không ta. À đâu, ý mình là đập thủy điện chứ. Vừa gặp lóc xưởng rồi mà. Ui lại map này à. Map này ngày xưa tank bo được nhưng bây giờ không tank bo được đâu. Chắc là phải để trận sau nữa rồi. Không tank bo được thì bây giờ là mình sẽ lên trên này bắn nha. Nếu mà thắng luôn thì thắng, không thì thua. Đợi map kia cũng được. Ui dồi ôi, mình sẽ lên trên này và bắn cho team địch bất ngờ luôn nha các bạn. Ok, qua đây, qua đây, qua đây. Trời ơi, mình là chùm bắc cua mà các bạn ơi. Nhảy đâu chúng đấy. Qua đây bắn đi, bảo là bên này hết mà. Ui dồi ôi, vãi team mình chết thế này chứ. Để lại mỗi mình cái này. Đừng mà, đừng mà. Ok, thì bây giờ là mình sẽ ngồi trên này bắn AVKM nha. Đây, đây, đây. Một viên. Rồi, gạt luôn, gạt luôn. Gạt để tăng cấp của cái tiếp tế nào. Mong là tiếp theo gặp Malo sửa những cái tầm này mình nghĩ là mình cũng tạch kiểu đấy các bạn ơi. Bởi vì là còn mỗi mình sống cái này là sao mình cân được hết. Trời ơi, uầy level max ở này các bạn. Ok, mong là rao sau gặp map đó à, đập thủy điện, đúng rồi. Mình cứ nhầm nóc xưởng ấy. Nóc xưởng vừa gặp ra đầu ấy. Này này. Ok rồi hai bạn, chả lẽ bây giờ cân bốn luôn nhỏ lại vip một đồ quái. Nhưng mà cũng hơi khó đấy. Trời ơi, bây giờ cân bốn được thì lại hay nhưng mà hơi khó. Bo tận đằng kia này thế nào xuống luôn đi các bạn ơi. Trời ơi, bây giờ bo nó cứ di chuyển khó chịu thật sự. Này này, úi trời ơi, từ từ. Ui khó thế nhờ, bây giờ không có keo ấy các bạn ơi. Không biết mình cái xe này có hay không. Úi dồi ôi, toàn xác nhào cái này chứ. Không có quả keo nào luôn. Trời ơi. Từ bây giờ mình phải quáng là cân hai luôn nha. Để sang trận tiếp theo tanh bo sau nhá. Còn nếu mà tháo quầy thôi thuầy tanh bo ra sau. Nhưng mà mong là ra sau gặp nó được thủy điện. Nó đang ngay trước mặt mình nè. Ơ giật cả mình. Ui dồi ui dồi ôi. Ok đúng mục đích của mình rồi các bạn ơi. Nhường một round để xem ra sao gặp map tanh bo đúng không. Ui đập thủy điện thì các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn. Thì bây giờ là mình sẽ chuẩn bị đồ các thứ để lên trên nóc tanh bo thôi nào các bạn. Wow đúng ý luôn các bạn ơi. Và mình vẫn sẽ cần một người hỗ trợ mình tanh bo để cho chắc ăn nhất có thể nha. Thì mình sẽ nhờ Công như các bạn. Công sẽ lên nóc cùng mình và tí nữa là bắn súng điện cho mình nha. Thì tại là Công có súng điện thì các bạn. À với cả là hiện tại là Công đã chạy có người yêu mình nha. Nếu các bạn thắc mắc là Công ở đâu. Đây đây Công đang lên rồi các bạn ơi. Trời ơi. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đợi bo vào và tí nữa tanh bo nha. Và mong là bo sẽ độ. Và chắc chắn là bo sẽ không độ ở giữa hẳn này luôn đâu. Nhưng mà mong sẽ bo là sẽ gần mình một xíu. Và sẽ có chỗ cho mình đứng và mình sẽ tanh bo. Vẫn phải ăn vài kill đã chứ khi tanh bo. Đây đây đây, một kill. Ok, không biết là ai cứu nó không. Mình sẽ đợi ai cứu đó, mình sẽ bắn nó nha.
À thì chắc là mình sẽ đưa UAV hồi máu cho công nha, bởi vì là tí nữa mình sẽ tập trung cuốn máu thôi nhá, chứ mà mình bật UAV hồi máu nữa thì khá là mất thời gian đấy các bạn ơi, nên là đưa cho đội đội mình bật hộ cho chắc nhá. Quả bo hơi đen một xíu nhưng mà không sao, bo này hơi xa một xíu nhưng mà mình nghĩ là mình vẫn sẽ làm được thôi các bạn ơi. Và hiện tại là có say nê này, có UAV hồi máu này và có máu siêu cấp này. Như này không thắng được hơi phí các bạn ơi. Cố lên, cố lên. Ok, chuẩn bị tinh thần tanh bo thôi là các bạn ơi. Không biết là thiên địch kia đang làm gì nhờ, sợ ghê, rèn ghê luôn đã. Ok, ok. Từ từ. Ê, nó kìa, mày có mình có xin để bay đầu chứ. Ok. Ui mà đầy máu rồi là sao? À, hình như là công bật UAV hồi máu cho mình rồi hay sao ấy các bạn ơi. Nhưng mà nó không thể nó hiện bay trên đầu nhờ. Trời ơi. Ở đâu đúng không? Ồn quá, chứ còn gì nữa, may mà địch là quăng cho mình quả lự băng lên để mình kiểu đốt máu ấy. Ui, mình đầy máu nãy giờ luôn đấy các bạn ơi. Hình như là do cái UAV hồi máu với cả do Sunny với cả là combo kia của mình quá là mạnh luôn ấy. Nên là hồi máu cũng gọi là bất tử luôn đấy các bạn. Dằm ba cái bò. Ok, chắc là video này mình giữ lại thôi nha các bạn ơi. Và để thích video của mình đừng quên cho mình xin một like về kênh. Và đừng quên bật chuông kính để thông báo ra video nha. Còn bây giờ thì bye bye các bạn.